Nay là ngày Chủ nhật xanh do chi ủy ban của quản lý kêu gọi bà con nhân dân cứ hàng tuần hàng tháng đến ngày Chủ nhật xanh là quét dọn đường làng ngõ xóm, nhất là những thời điểm này là đại dịch đang phát triển. Vậy mọi người cùng với lãnh đạo thôn thu dọn rác rưởi quanh làng, khơi thông công rãnh để được xanh sạch đẹp cho thôn quê và phòng chống dịch. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid là đang phát triển rất mạnh, cho nên là xóm đông chúng tôi là tổng vệ sinh để dọn sạch chung quanh đường làng ngõ xóm để làm sao cho sạch sẽ đường làng ngõ xóm để đẩy lùi Covid dịch bệnh cho ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi mong sao tất cả bà con trong thôn ngoài làng, trong xã và ngoài xã làm sao cũng cùng chung tay chúng tôi, cùng mấy thôn chằm chúng tôi để vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm và cộng đồng tất cả để cho được xanh sạch đẹp, để cái Covid cho nhanh tan khỏi. Thực hiện chỉ đạo của ban quản lý thôn Chằm, hôm nay toàn thể bà con trong thôn tham gia lao động vệ sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm để chống dịch Covid. Đây là hoạt động của bà con ở trong xóm đông đang dọn dẹp đường hoa ở hai bên đường. Đây là cái con đường hoa trước cổng đình. Con đường hoa này đã được trồng vào hồi tháng 3. Đấy. Con đường này thuộc ngõ xóm đông, hàng ngày có rất nhiều người qua lại. Hôm nay bà con xóm đông sẽ tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực này để sạch. Sau đó thì thôn sẽ phun thuốc khử trùng để chống dịch bệnh Covid hiện nay. Bà con xóm đông là rất tích cực để lao động vệ sinh. Một điều rất đặc biệt hôm nay với bà con xóm đông là tham gia lao động vệ sinh là tất cả mọi người ai cũng đeo khẩu trang. Bởi vì là theo quy định là để phòng tránh dịch bệnh hiện nay của chỉ đạo của nhà nước, tất cả mọi người dân đi ra đường đều phải đeo khẩu trang. Chính vì thế mà mọi người dân hôm nay tham gia lao động vệ sinh đều phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Tham gia phòng chống dịch và lao động vệ sinh hôm nay không những là những người tuổi trẻ mà còn rất nhiều người cao tuổi cũng tham gia tích cực dọn dẹp các đường làng ngõ xóm, các cống rãnh, khơi thông cống rãnh để được sạch sẽ. Đây là con đường ở xóm đông, một con đường trục chính của làng đi ra ngoài chợ Lữ và ủy ban nhân xã, cho nên hàng ngày có rất nhiều qua lại. Tuy nhiên thì hàng ngày thì bà con xóm đông vẫn vệ sinh sạch sẽ, nhưng hôm nay thì dưới sự chỉ đạo của ban quản lý thôn, bà con khơi thông cống rãnh này, nhổ cỏ này ở hai bên đường, làm lại cái con đường hoa cho sạch đẹp trước cổng đình làng, và sau đó thì thôn sẽ phun thuốc khử trùng để chống dịch Covid. Được rồi, mời anh nói.
bắt đầu. Con đường này là con đường chúng tôi mất nhiều công sức để trồng hoa. Người mà có rác và lúc đổ môi trường người ta đi thu thì mọi người đem ra để cho người ta chở. Từ giờ đi là không được tải ở đây nữa nhá. Bà Trần Thị Hoan đang dùng tay để bốc từng ít rác ở trong thùng ra để cho vào bao để mang đi vào nơi tập kết vệ sinh chung của thôn. Một số người là chưa nâng cao được cái trách nhiệm của cá nhân của mình là mang ra đổ rác bừa bãi ở nơi này. Cho nên là hôm nay thì hai bà Hoan và bà Hà của hai người xóm đông này tiếp tục là để dọn sạch cái chỗ rác này đi. Và đề nghị tất cả bà con ở trong xóm đông từ giờ ta không để rác ở con đường hoa này nữa, làm mất vệ sinh môi trường, đồng thời là làm mất cảnh quan cái ở cái khu vực này. Chúng ta thấy là con đường ở trước cổng đình làng này hàng ngày có biết bao người qua lại, thế nhưng mà một số bà con là người ta chưa nâng cao được cái trách nhiệm cá nhân, vẫn cứ mang rác ra đổ bừa bãi ở nơi này. Thank you.